Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Hôm nay mình sẽ quay cho bà con về cái mô hình trồng cây cắt sâm được 3 tháng của Trung tâm cây giống Tam Đảo. Đó. Những cái cây cắt sâm bà con đang nhìn ở đây là chúng tôi đã áp dụng cái công nghệ trồng làm giàn được 3 tháng rồi. Cây leo cao, có những cây leo cao 2 mét rồi. Đó. Còn trung bình thì sẽ leo được 1 mét rưỡi rồi. Bà con đang nhìn đây chúng tôi đang áp dụng cái công nghệ trồng nông dược tốt nhất. Thì bên này chúng tôi sẽ đã có những cái giàn trồng được 1 năm 4 tháng. Còn bên này thì là 3 tháng, 3 tháng 6 ngày. Bà con có nhu cầu mua cây giống cắt sâm hoặc để được tư vấn tốt nhất về kỹ thuật trồng cắt sâm thì gọi điện trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp add Zalo để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp và lâm nghiệp của chúng tôi tư vấn tốt nhất cho bà con về kỹ thuật trồng cây và chăm sóc sâu bệnh cho cây. Hiện nay chúng tôi đang nhân giống rất nhiều các cây cắt sâm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có những cái mô hình trồng để cho bà con có thể tham khảo trồng cây cắt sâm làm sao để đem hiệu quả kinh tế cao. Đó. Bà con xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi để được theo dõi những cái video mới nhất. Nhớ ấn cái chuông bên phải để được nhận những cái thông báo chúng tôi làm video mới nhất cho bà con. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.